chào cả nhà nha. Hiện tại thì Diễm đang có mặt tại Sapa rồi các bạn ơi. Nhưng mà ngày hôm nay là rất là vui vì Diễm gặp lại hai người em rất là dễ thương. Chào cả nhà. Nhưng mà các bạn biết là theo dõi thời gian qua thì Bơ và Ái Mí là có chuyển hướng một tí sang làm những cái video rất là hay về đời sống bình thường của bà con ở trên bản này. Và đặc biệt nữa là kiểu hơi hướng là không nói nhiều đó, không có chia sẻ thì không làm biết nhiều hơn. Làm nhiều hơn. Nhưng mà hai em có thể chia sẻ một tí là thời gian qua thì công việc này mọi thứ có tốt không? Thật ra là lên trên Tây Bắc là nơi mà bọn em sinh sống rồi nên là ở trên này em quen, rất là thích sống ở trên này. Đấy. Cả nhà nhớ qua ủng hộ bếp trên bản nha. Còn Diễm thì cũng mới hay là hiện tại là Bơ là cũng bắt đầu lui về làm kiểu về hậu phương nhiều hơn. Em sẽ lui về làm hậu trường chị ạ. Tại vì giờ chắc là tại vì em cũng đi làm xong rồi cũng làm nhiều, giờ đang bị thoái hóa cuộc sống. Bơ là còn khá là trẻ các bạn, chỉ hơn 20 mấy tuổi thôi, nhưng mà do là cái công việc làm nặng á thì mới đây là Bơ mới phát hiện là cái xương sống ấy là bị đau và đi đang khám có vấn đề bị thoái hóa cuộc sống nên là cần phải kiểu nghỉ dưỡng, nếu mà làm nặng hoặc đi nhiều nữa là nó sẽ ảnh hưởng ấy. Thì tối nay á là mấy anh em sẽ có một cái buổi liên hoan rất là lớn, là ăn mừng anh Hải là với chị Tiên là vừa mới mua được 2 lô đất ghép lại siêu to khổng lồ từ cái lối này đi thẳng lên luôn. Thì các bạn có thể xem video đó trên kênh Phạm Dũng nha. Còn Bơ với lại Ái Mí thì vừa mới nói với Diễm là ở đây là trái cây á, ở ngay chỗ khu chợ đêm này họ bán rất là nhiều luôn, cho nên là Diễm cũng sẽ tranh thủ chia sẻ với các bạn một tí xem là ở đây thì đang có mùa trái cây như thế nào nha. Đó, mình đi từ cái lô đất của anh Hải á mà mình đi bộ xuống đây á là tới chợ đêm luôn rồi các bạn ạ. Mấy bước chân là tới chợ đêm luôn. Đợt vừa rồi á là chị xem Bơ với Ái Mí đi thu hoạch nào là đào này, xong rồi mận ấy, nhìn đã ghê á. Tây Bắc này nhiều nông sản lắm chị ạ. Nhưng mà bây giờ gần hết mùa chưa ta? Đang vẫn còn là mùa ấy. Ôi, ở trong này này. Đây mưa lê đi. Đây là quả. Chất lê này giờ. Quá trời lê luôn. Chất là giờ. Chị yêu tí phút tí ô lúa à. Chị cho giờ. Chị cho xe. Có bờ em bí cái thường tin ra tiếp. Cô nói gì em bí? Đây là lê của mình chị ạ. Ồ. Nhưng mà sao trái to thế? Này. Con xem thử nha cô. Mới đi. Cô đi. Bạn thì trồng đấy. Được ấy. Thôi. Ồ trái rồi gần nửa ký luôn ấy. Bên này 1 ký rẻ. Khoảng 1 cân luôn. Bao nhiêu 1 ký vậy cô? 30.000 1 ký. Nhưng mà lê mình, lê của mình luôn ạ? Lê này nè. Con nhờ lúa. Lê này trồng ở đâu vậy cô? Nhóc cái phi phi năng chó xe của giờ. Biết chó mà. Cô bà là của mình. Của mình, đây. Các bạn xem hai trái lê đây. Trời ơi, hai trái này chắc phải ký hơn á. Lắm ơi chị ơi. Ôi, một trái đó 1 ký hả? 1 cân luôn rồi. Ồ, trái lê, thế cô cân cho con thử xem trái này bao nhiêu ký hả? Ồ, trái đó 1 ký luôn á. Cái này mình nhỏ ăn không hết nha. Ôi, quả nào cũng 1 cân luôn. Ôi, sao quả nào cũng 1 cân người ta? Sao nó 1 cân được nhỉ? Sao trái lê này 1 ký ta? Trước bọn em đi hái quả mận ấy còn to bằng 5 đồng chị ạ. Nghe cũng không được 1 cân đâu. Đã có cân nhưng con thử trái này bao nhiêu ký ạ? Em chắc chỉ mấy lạng thôi. 8 lạng, 7 lạng là cùng. Sao trái nào cũng 1 ký được nhờ? 1 cân nhỉ? 9 lạng ạ. Sắp xếp 1 lạng. Thế cô xếp 1 cân. Thế cô cân thử giùm con trái này thử xem. Quả nào cũng 1 cân luôn. Thế cô cho con một cái trái to 1 ký đó đi. Cái trái bự đấy ạ. Ồ trái lê mà 1 ký á ta. Lần đầu tiên chị thấy trái lê mà cân 1 ký á. Cô để lại trái đó là 1 ký luôn đúng không cô? Dạ trái đó là 1 ký ạ. 1 cân chị ạ. Khoảng 1 cân. 9 lạng đúng không? Ăn no luôn. 9 lạng đó. Kia 9 lạng thôi chị ạ, có phải 1 cân đâu. Thôi được rồi, cô cho con trái này đi. Mai về mình hụ anh Hải được trái lê 1 ký. Dạ, một trái này ạ. Cô chờ con tí lấy tiền lẻ nha. Đây. 30.000 đúng không ạ? Dạ đây. Xin nhé. Dạ rồi. Các bạn thấy lê chưa? Đi, mình đi tiếp đi. Mùa này là cái này là táo
này là đau đỏ hay đau mèo ta? Cái này để ngâm rượu đúng không? Cái này em mai ăn. Ăn nó ngọt không ta? Đi cho nó cho bố quá chứ lâu quá chị ạ. Cho nó chứ ơi, con chơi uống nò. Cho nó một tô. Cho nó uống nò hả? Ơi, uống nò hả? Cô để ăn thôi chị ạ. Để ăn thôi chị ạ. Bao nhiêu một ký ạ? 80 ngàn một ký ạ. Để cho con một ký nha. Cái này nghe nói là cũng là đặc sản đó các bạn ạ. Nhưng mà mình vẫn ấn tượng nhất là cái quả lê này thôi. Nhưng mà nếu em không tin là nó một cân là chị thích nha. Chị nghĩ thì phải tầm 5-6 lạng nhưng mà cân một ký không? Quả này táo này hơi sốt sốt ấy. Cái này nghe lần trước ăn hình như nó sẽ hơi ngọt ngọt nha. Cái này là gọi là táo táo tàu hay là táo gì vậy? Cái này là hồng táo. Hồng táo à? À anh Dũng cho mình xin tiền lẻ nha. Cái này được gọi là hồng táo nha các bạn. Là giá là 80 ngàn một ký. 80 anh Dũng ơi. 80 á. Đây anh Dũng có tiền lẻ nè. Các bạn đi chợ đây thì mình chuẩn bị tiền lẻ để dễ mua đồ nha. Đấy. Nhưng mà khi mà nó đỏ đỏ vậy là nó chín hả ta? Chín là chè, cái ngon là vỏ. Ngọt lắm ấy. Cái đỏ đỏ. Đây mình ăn thử luôn đi. Cái đỏ đỏ là cái ngọt. Đây. Đây. Đây chè chín đấy. Cái xe xe là mai là chín rồi. Mời cả nhà nha. Cái xe xe này là chín. Ôi, ngọt lắm luôn á. Giòn á. Nó sớm sớm mà ngọt lắm. Nhà nhân này vừa lột xước bây giờ. Vừa xước hả? Ôi, học bé tí hả? Bé tí. Ôi, trái này ngon quá. Hả? Chưa có thể lùi. Bây giờ cái này thật lùa. Sao tôi kia vô chứ hả? Anh đi nói gì em đi. Em hỏi là con người hái ở đâu? Cô bảo là cô đi nhập về. Nhập về. Nhập về. Thường này là bên Trung Quốc, trái cây này là của Trung Quốc không nhỉ? Không phải Trung Quốc chứ. Trung Quốc là cái táo, khu táo đổ trong rừng. Dạ. Không phải chứ, cái này là không phải mà. Thực ra thì không phải là trái cây Trung Quốc nào, mọi người hay nói là trái cây Trung Quốc này kia nhưng cũng tùy loại thôi các bạn. Có nhiều loại trái cây rất là ngon. Mà bây giờ có một cái loại cũng rất là hot, ví dụ như là táo đỏ Tân Cương đấy. Người ta nhập khẩu chính ngạch về, rất là hot và mọi người dùng rất là nhiều. Con cảm ơn cô nha. Ôi, cực ngọt luôn nha các bạn. Đây là quả đào tiên. Ngày xưa xem phim Trung Quốc là hay cái quả đào này đúng không? Tôi ngộ không là đi ăn gấp đào này nhờ. Quả đào tiên đấy. Trái to hả? Nhưng mà đào này là bên mình có không Bơ? Quả đào Sapa chứ em hái không phải quả này đâu chị ạ. Cái này là kiểu đào long hay sao các bạn này? Nó hơi nhám nhám này. Cái đào này thì bao nhiêu một ký vậy cô? 35 ngàn ạ? Dạ. Dạ. Đấy, các bạn nếu mà có dịp tới đây thì nếu mà thích trải nghiệm đào bự kiểu là đào tiên này thì mua thử nha. Giá rất là mềm luôn. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Đây là cô còn có bán cả cái sâm ngọc cẩu này. Và cái này là sâm đương quy. Cây cỏ máu. Đúng rồi, cây cỏ máu mà. Đây, chị em mình đi. Lần này lên Sapa các bạn thì may mắn là cái thời tiết kiểu hơi se se lạnh mát mát thôi. Chứ Diễm nó không có mang đồ len đồ ấm gì luôn ấy. Diễm là sợ lạnh lắm ấy. Đúng rồi. Thấy lạnh là sợ lắm. Nhưng mà mùa này là đang là mùa lê thật sự luôn các bạn. Trời ơi toàn là kiểu lê siêu to khổng lồ thôi. Đây ba chị em mình chụp tấm hình nha. Dạ. Quá đẹp luôn. Ở đây có mận nữa nè. Mận này thì bao nhiêu một ký hả? Mận đấy là 35 nghìn một ký. Dạ. Thấy cho con một ký nha. Nhưng mà lê đấy sao to thế nhỉ? Sài Gòn cũng gặp cái này luôn. Thế thì ăn đi. Dạ. Cũng đi hái không có quả lê to này đâu chị. Con cảm ơn. Cho cô đi. Siêu ngọt luôn ấy. Ngọt mà nhiều nước nữa. Thì đợt chị ăn một trái lê ở Hà Giang á là nó sẽ nghiêng về cái độ chua chua.
Còn ở đây rất ngọt luôn nha. Thôi đi, lên lấy đi. Cho chị có mấy dưa hoa thịt lùa. Cho nó, mấy dưa hoa thịt lùa, xin lê lùa. Xin lê. Giờ đang là mùa lê rồi các bạn ạ. Mà Diễm thấy á, trời cô, sạp lê nào á, trái nào trái này cũng bự hết á. Nhưng mà nay em thấy chị cầm hai quả nhìn. Đây cầm bên này, đây trái bên này cầm bên này. Chợ đêm này thì buổi chiều này mình thấy là còn kiểu bán hoa màu trái cây á, nhưng mà buổi tối thường là những cái sạp đồ ăn đồ nướng này kia đúng không bơ? Buổi tối thì người ta sẽ dọn dẹp rồi để bày đồ ui. Bán các đồ sâm ấy. Thôi ôi. Ôi. Dạ. Dạ em chào chị. Chị ơi. Sâm đương quy mà củ bự này là cũng hiếm lắm chị hả? Củ này là cũng củ lâu năm ấy chị. Cái này là mấy năm theo là trồng là cỡ 3 năm không chị? Trồng tầm hơn năm. Hơn năm mà. Lần trước mình đi Lai Châu á. Dạ. Mình trồng mà thấy bà con trồng một năm mà nó rất là nhỏ. Dạ. Cái này là củ tốt, năm to này, chén củ to. Sâm đương quy này mà hầm gà các bạn thì là đỉnh luôn. Bổ lắm. Mua về nhà hàng anh Hải tối nay làm. Cái này mình bán làm sao chị? 50 ngàn một cân thôi ạ. À? Ồ đây em miếng bơ cầm giúp chị. Đây chia sẻ với các bạn này, sâm đương quy này thì Diễm cũng có được đi đào lên rồi thì biết là trồng nó cũng rất là lâu năm nha các bạn. Để có được những củ bự này thường nhiều khi là phải tầm cỡ 2 năm 3 năm. Em cảm ơn chị nha. Cái này thì cái phần củ này này, phần dưới này này, cái dược tính nó rất là tốt, nó giống như là cái loại sâm mà bồi bổ sức khỏe. Và người ta cái này có ngâm rượu hay là ngâm rượu tần gà rồi xào thịt trâu thịt bò đúng không? Cái này chị làm vì hầm gà hầm xương ăn ngon lắm. Ăn ngọt cái củ này này ăn ngọt lắm. Thật ra là ở cái sâm đương quy này nó có loại khô nha các bạn, nhưng mà Diễm á là mình rất là thích ăn cái loại tươi hầm, tại vì khi mà cái phần củ này này các bạn nấu mềm ra ninh hầm xương nha hoặc là hầm gà thì cái phần này nó rất là bở luôn, ăn nó rất là ngon. Đó, còn cái phần lá này á, trên này thì Diễm được biết là bình thường người ta có thể xào với lại thịt này, hoặc là kiểu xào với ngựa này, xào với trâu này, rất là ngon. Nhưng mà củ thì bên này to hay là bên đó to vậy chị? Giống nhau. Giống nhau à. Chị cho em mở cái củ ở trên này nữa nha. Củ này bự, đây các bạn coi này, rất là bự luôn nha. Củ này ngâm rượu là đẹp lắm này chị này. Hàn Quốc á ha. Nhưng mà cái này giá 50 ngàn một ký rồi các bạn. Mà củ bự ghê luôn á. Cái này mình sẽ mua về nhà hàng của anh Hải nha. Ủa đây. Đó. Ở ngoài các bạn xin ở bên trong. Dạ. Ở ngoài xin ở bên trong. Em cảm ơn nha. Trời ơi thật sự luôn các bạn, nếu mà có dịp đi lên trên này á, các bạn nên thử trải nghiệm cái sâm đương quy này, cân cho em cái này nha. Mình mua về trong xuôi thì nó sẽ cái hàng tươi này nó không còn đảm bảo nữa các bạn. Thì đây là chị chuyên về những cái loại thuốc ha. Sâm cao đỏ này, ba kích. Dạ, trong này là bà con là người ta đi khách đi du lịch là hay vào đây mua đồ để làm quà, toàn là thảo dược. À, táo mèo này để ngâm rượu này, rượu táo mèo ha. Nhưng mà sâm đương quy củ to hết mà 50 ngàn hợp lý anh Dũng ha. Mình tự chị tưởng nó sẽ cao hơn ấy. Bình thường trước nó cái đợt mà em mua là 100 nghìn một cân ấy, củ to ấy chị ạ. Củ này là rẻ đấy. Đây là bán cho Phan Diễm. Thành Diễm mới rẻ thế này thôi. Không là có lúc là 100 một cân đấy. Vậy hả chị? À của em bao nhiêu ạ? Con em cảm ơn nha. Chị hay coi nhá. Cái này của em bao nhiêu ạ? 100 ngàn thôi. Hai đồi canh là vô tư. Em cảm ơn nha, chúc chị lúc nào cũng đắt hàng, có thời gian theo dõi tất cả chị em nha. Chị cảm ơn nhé. Dạ. Trời ơi, như đây về là hầm gà là hết sảy luôn. Ớt Trung Đoàn này chị. À, cái ớt này là anh Hải làm. Chéo của anh Hải, Sapa TV ấy. Em xem tí nha anh. Ớt Trung Đoàn này là siêu cây nha các bạn. Các bạn nghe thường hay nghe nói là về cái ớt Trung Đoàn á, là đây là loại ớt Trung Đoàn nha. Cái này thì bán bao nhiêu một ký anh? Ồ. Xin giới thiệu với các bạn, chắc là đây là loại ớt mắc nhất Việt Nam cho anh. Dạ. Chắc là đây là loại ớt cay và đắt nhất Việt Nam quá. Ớt Trung Đoàn 400 ngàn một ký. Một quả là cả Trung Đoàn ăn. Ăn mấy ngày mới hết. Có ai mà ăn hết một quả này không anh? Có chị ơi.
anh già làng ăn hết một quả trước em. Bây giờ một bữa là chỉ ăn một khía cạnh. Bây giờ là Diễm sẽ thử cái này nha các bạn. Bình thường mình đi chợ mình hay nói là chị ơi cho em 5.000 hay 10.000 ớt đi, thì các bạn có được một bịch để mang về rồi. Chưa bao giờ mình đi chợ mà mình nói là bán cho em một trái ớt hết. Nên hôm nay Diễm sẽ thử trải nghiệm là mua một trái ớt này xem bao nhiêu tiền nha. Anh cân cho em một trái này nha. Thôi tính tiền. Nếu bây giờ giá bán thực tế của một người khách mà đi mua thì một trái ớt này bao nhiêu? Tặng luôn. Dạ. Thế em cảm ơn nha. Có dịp bạn nào mà thích ăn cay á thì lên trải nghiệm cái ớt Trung Đoàn này nha. Khá là ấn tượng đấy. Dạ em cảm ơn nha. Diễm mà được anh tặng một trái ớt Trung Đoàn làm kỷ niệm các bạn ạ. Dạ. Em cảm ơn anh nha. Đây, tối nay về mình thử mình cắn một cái miếng ớt này thử xem nó có cay như thế nào nha các bạn. Khu chợ này quá là nhiều đồ luôn ấy. Mùa này hình như đang là mùa sâm đương quý ấy. Khá là nhiều này. Nhưng mà trên bơ với lại em ý là có trồng được sâm đương quý không? Có. Tụi em vừa mới quay một cái video về đi đào sâm trên Lai Châu ấy chị. Trồng nhiều lắm. Bây giờ trên nùng nàng thành phố Lai Châu là cũng trồng nhiều. Nhưng mà nếu mà mấy hôm nữa chị lên Lai Châu á là hai bạn có dẫn chị đi đào sâm được không? Được mà chị. Chị lên Lai Châu á. Đào dễ lắm, em có kinh nghiệm đào sâm. Chị cũng đi đào rồi mà. Ngày xưa là chị đi đào với chị Cẩm Tiên ấy. Dạ. Đây, khu này là bây giờ người ta đang chuẩn bị dẹp dọn rồi này. Tối là người ta mở chợ đêm là chuẩn bị dẹp để tối mở đồ nướng ấy chị ạ. Ở đây là kiểu buổi sáng, sáng rau này kia bán tới chiều hả? Dạ. Rau củ với lại dược liệu ấy. Dạ. Ở đây chị phụ cho. Đây có quả sâm mà dễ thương ha. Quả dứa rừng ấy chị. Quả na nhỉ. Hình như là quả na rừng hay sao ấy. Không, dứa. Dứa rừng. Buổi sáng thì các bạn có thể đi ăn phở. Hoặc là các bạn có thể vào bên trong khu vực chợ Sapa này để ăn sáng. Rất là ngon luôn. Em có hay ăn phở ở đây. Ngon lắm chị. Cá phở tủ vai mí là vào trong chợ ăn. Lần trước là Diễm được bơ vai mí là đưa đi vào đây ăn sáng. Nhưng mà nãy quên nha, lẽ ra là mua hai trái cầm hai tay nha. Cái này chị đúng rồi. Tay hơn đấy. Đây, qua bên khu vực này là các loại rau. Bà con là buổi chiều là hay bán rau thì là nhiều khi cũng đi hái rau về cũng hay ra đây bán chị. Chị cũng có xem video. Ở đây là có rất là nổi tiếng ở Sapa đó là cái susu. Susu ở đây luộc xong rồi chấm với lại cái muối mè. Miền Nam hay gọi muối mè đó các bạn đó. Đây, cái trái susu này là susu non này vừa mới hái này, ai biết hả? Cái này thì sẽ rất là ngọt nha các bạn. Nhiều khi susu mà mang dưới xuôi mình rồi thì qua mấy hôm á nó sẽ không có mọng nước, nó không có ngọt bằng khi mà ở trên này vừa mới hái thì nó sẽ rất là ngon luôn. Còn trên này là bắp cải. Còn cái bí này là thường của kiểu bà con trồng này hả? Còn rau này là phải mầm đá không em? Không phải rau mầm đá đâu chị. Đây. Cô đang bán. Chào cô. Đấy hả? Đi. Con chào cô. Buổi chiều ở đây đông đúc quá nhờ. Mùi thịt nướng. Không phải. Này là giò chả hả? Bên này là cái khu ẩm thực nha các bạn. Có giò chả, nem rán, rồi vịt quay. Ui. Cái này bao nhiêu một cây vậy chị? 4.000 một cái chị. 4.000 một cái à? Cho em 1, 2, 3, 4, 5 cái ạ. Thịt thò đấy chị ạ. Dạ. Thịt thò đấy ạ. Chờ bao lâu? Chờ mấy. Thấy 3 cái thì có sẵn không ạ? Đâu, tôi vừa được có 2 cái em ăn sẵn. Thế 2 cái trước. Dạ, thế cho em 2 cái trước. Nhân làm rất là chất lượng luôn nha các bạn.
thơm nhỉ. Nhân này thì có nấm này. Bọc nhĩ ha, thịt. Cô này mua rau rồi, mua thịt rồi này. Giờ mua thêm mấy cái nem rán nữa về ăn cơm cô ha. Con đố cô đây là ớt gì? Cô không biết ớt gì. Trồng chị ạ. Thế hả? Ớt này chỉ có Lai Châu trồng được. À. Mình tè trồng được. Ớt Trung Đoàn tên rất là hay ha. Đang thừa hai cái cây nem này các bạn. Chị ơi, chị đừng gói vào nhé, nó nóng nó ra. Đây, em gửi nó rồi. Đấy. Hai cây ăn liền. Thơm nhỉ. Ở đây chị bán buổi chiều luôn hay là bán cả ngày luôn chị? Em bán buổi chiều nhé. Dạ. Bán giò chả nem lá lốt nè. Chiều đây mà cứ em nghĩ chắc tầm cỡ 3 giờ là mọi người buôn bán nhiều rồi chị ha. Này chị đang bắt đầu cuốn thịt. 4 giờ chiều à? Vâng, 4 giờ là bắt đầu đội thức ăn chín này rồi. Em ra chiều nhưng mà ồ nhiều. 5 giờ thì bắt đầu thấy. Dạ. Chị bán có 4.000 một cây thôi nhưng mà nhiều thịt ghê anh đúng không ạ? Chất lượng. Thôi ra ít một tí chị ạ. Lại ít một tí hả? Vâng. Lại mỗi tình cảm thôi. Quan trọng là vì đam mê mà. Đam mê, đam mê. Đây là... Có đam mê thì mọi người mới đứng cạnh như này chứ. Dạ. Cái nhà chị gần đây không? Em cũng ngay gần cơ sở tiểu học này. Chúng ta cũng gần đấy chưa? Dạ. Hồ ấy ạ? Dạ. Chị ra ngoài cái nem rán này ra là chị còn bán cả chả nữa nha các bạn. Giò chả luôn. Này, cây này là nó chín nha chị. Ok, có cắt ra giùm em thử nha. Cắt à? Dạ. Cắt ra mọi người thử miếng. Tại vì trời khá là tối thì tối nay mình còn hẹn ở bên nhà hàng của anh Hải đó các bạn ạ. Bơ nãy giờ là lê là chỉ cầm trên một tay nó này. Diễm là sai lầm khi không mua cho ái mí thêm ý bơ một trái nữa, cầm hai tay cho em nó đều. Là, em nói là mua thêm một vài cân thì nó thích cái gì. Cho em hai cây đi. Hai cây cắt ra. Thơm nhờ. Khu này thực sự rất là đông, hôm nay mình đi không phải là cuối tuần các bạn. Nhưng mà buổi chiều rất là đông đúc luôn. Ngoài việc là khách du lịch tới đây thì họ còn có người dân địa phương họ đi chợ nữa. Của em là bao nhiêu ạ? À? Của em bao nhiêu ạ? À? Em gửi khỏi thói luôn ạ. À. Dạ. Đây, đi qua đây. Thơm quá chị ơi. Thơm không? Thơm lắm. Đây cho ai miếng miếng to này. Và chừng nóng nha. Nóng kìa chị. Nóng ấy. Bỏng tay ấy. Xin chị em một tờ giấy. Đây. Các bạn coi nhân này. Đấy. Cầm không đi. Cho ai miếng này. Thơm lắm. Cho anh Dũng này. Đây chị Diễm này. Đây. Mời cả nhà nha. Đây là nhà. Chị em mình vô đi. Vô. Em ơi, vô. Vô. Ủa. Ngon ghê. Ăn nóng à? Nóng rồi. Nhưng mà nhiều rau củ. Đầy đặn các bạn. Béo béo. Quả em đi ăn kiểu này đi ạ. Có 4.000 một cây ngọc. À, mà đi dài dài đây. À, bên này là lòng luộc. Lòng ở đây bán làm sao chú? Chảy này ngon này. Ủa nhưng mà đây này. Cái khúc khúc này có đuôi này. Đây là khúc đuôi. Đuôi. Nhưng mà sao con không thấy cắt cái ấy đi chú nhỉ? Cắt đi. À ở trên này làm là không có cắt đi. Để vậy khi nào mà cắt thì mới cắt cái phần cuối này ra nha các bạn. À, cái này thì bán làm sao vậy chú? Bán 10.000 một lạng. 10.000 một lạng là 100.000 một ký. Ừ.
Biết cho con mượn cái đồ gấp thử nha chú. Chắc có lẽ đây là cái khúc khấu đuôi mà siêu to khổng lồ à. Bởi dày, các bạn coi nè. Bé bé to to. À, tạm thời để đây đi. Chú bên này là bán một nồi cá kho. Cái này là cá chấm hả chú? Ôi, còn bên này là thịt kho với lại trứng cút này. Đấy, thịt kho tàu, có cái trứng. Nào bạn nào có ăn ăn cá này vậy? À, cô chú ở đây là chuyên là bán đồ ăn. Chuyên bán đồ ăn sẵn. Dạ. Ở Sa Pa này. Thế là bán đồ ăn sẵn Sa Pa. Một cửa cá đó bao nhiêu tiền chú? Này, cân đi mới biết được. Phải cân đi. 20 tiền 20 tiền một lạng. Con một khúc ông ơi. Ở đây này. Cái cô bạn nào ấy vậy? 4 lạng rưỡi. Dạ. Đâu đâu? Cô anh bên đó à? Nhưng mà đây này các bạn này. Trời ơi. Các bạn có thấy khúc khâu đuôi nào mà dày mà như thế này chưa? À. Nhìn cái này em nhớ trước mình đi ăn Sài Gòn không có người cầm một cục ăn ấy thì. Ờ. Thật sự luôn là ở đây mình rất là ấn tượng, ngoài việc là rau củ quả trái cây nhiều nha thì có bán rất nhiều đồ ăn luôn. Đấy, và đặc biệt là mình ấn tượng với sạp của chú này. Chú ngoài lòng ra nha là thịt kho, cá kho. Còn trong này vẫn còn rau này. Mọi người chỉ việc nấu cơm thôi là về thưởng thức thôi. Đấy, nhưng mà chú đang nấu ở bên trong đó rồi. Đấy, đang múc rau này. Đó. Nộm dưa leo chú hả? Nộm tay mỡm. Đây, bây giờ mình con chào cô chú nha. Các bạn mà có dịp tới đây mà mua đồ ăn á thì có thể ghé đây. Đây, mình đi tiếp đi. À, Diễm là tranh thủ chia sẻ với các bạn một tí chợ Sa Pa này. Sau đó thì mình mới về nhà hàng của anh Hải. Đi bơi mí rồi. Trong này tụi em hay bán rau đây chị ạ. À. Đây cũng là khu tụi em hay bán rau ấy. Nhưng mà ra đây bán thì có người mua không? Có, tụi em bán nhanh lắm. Tụi em có duyên bán hàng ấy. Vậy hả? Đâu thường là bán sạp nào? Đường bên này. À, đây cô là đang bán rau này. Đây mình đi đường này đi. Ở đây là người ta bán kiểu tàu phớ với lại là ở trong chị hay gọi là giống như xương sáo ấy. Đúng không chị? Đó, ở trong này là chuyên bán rau này. Nhưng mà bình thường là chắc phải mấy tuần bơ vái mí mới đủ rau để đi ra đây bán đúng không? Một hai ngày vẫn đi bán ạ. Quen hết hả? À. Đây có một cái loại này rất là ngon mà để nhúng lẩu luôn, này là đọt Hà Lan. Đó, Hà Lan. Đọt Hà Lan. Các bạn ra đây nếu mà ăn lẩu thì sẽ rất là thường xuyên gặp những loại rau này. Còn cái này gọi là lá gì? Đây là tầm bóp chị ạ. Tầm bóp. Vâng. Dạ. Tầm bóp này nấu canh ngon lắm. Đọt bí. Dạ. Con cảm ơn cô. Đợt này cải đang có ra hoa này. Mẹ ơi. Bí. Có hàng xóm bên cạnh. bán hàng của bơ vái mí. Đây là bán hàng nhiều, các cô quen hết rồi. Nhưng mà thường á chị thấy có đôi khi là mọi người cứ tận dụng á, ở nhà trồng được cái gì thì sẽ mang ra đây luôn đúng không? Giống như bơ vái mí. Không phải sâu, con tâm. Trời ơi. Có bạn nào sợ con này không? Ủa, mình là cực kỳ sợ sâu nhưng mà con này là con tầm mà ai mà biết ăn là ngon lắm nha các bạn. Nó béo ghê hả? Món này anh Dũng thích lắm á. Tắt cái bộ này, quay vlog xong rồi đi cái đây bên. Em chào anh nha. Nhưng mà Diễm sợ con này lắm các bạn ạ. Ai ăn được thì thấy rất là ngon, còn ai sợ sâu thì thấy nó hơi sợ sợ. À, ai mí bơ ơi. Cái ốc này là ốc gì mày lạ lạ vậy ta? Ốc này ốc núi chị. Ốc trên. À. Đây còn cái này là đậu Hà Lan hả? Đấy. Con cảm ơn cô. Hôm nay là thứ năm này. Thứ năm thì có nghĩa là ngày thứ bảy là gần đây thì sẽ có chợ phiên nào bơ ấy mí hả?
cái mít này có phải mít mật không anh Dũng? À, nó gần như mít mật đấy. Ờ, nhưng mà nó lại không phải mít mật. Cái này bao nhiêu một ký vậy chị? 20.000 một cân. Nhưng mà cái này gọi là mít gì ạ? Mít mật. Lấy nửa mít mật nửa mít da đi. Mít dai thì nhà em có chồng rồi. Em ơi, xong mình chụp ảnh được không? Dạ. Đây đây, chụp cho chị. Dạ. Xuất anh em mua cả củ hũ dừa nữa. Rồi vậy à, mua củ hũ dừa ở đây luôn nha các bạn. Đây. Mua đó. Đây, nhìn vào đây nha. 1, 2, 3. Okay. Em cảm ơn nha. Dạ. Mua củ hũ dừa luôn. Đây em chụp cho hai chị em nha. Đây chị ở giữa đây, chị ở giữa đây nha. Một, hai, ba, chụp tấm đứng nữa nha. Đây. Rồi, đẹp luôn. Em cảm ơn nha. Em cảm ơn. À, quên đang nói là chị nói là ở Sapa mà vừa đặt củ dừa của Phan Diễm về đây thì ủng hộ Phan Diễm đó các bạn. Chị ơi, cho em cái phần này đi. Cái này là 20.000 một ký nha các bạn. Để chị cân xong rồi mình ăn thử. À, nhưng mà cái trái mít này dễ thương này. Bé bé chị nhờ. Nhưng mà cái này lại không phải là mít mật. Cái này mít dài. Mít gì chị? Mít na. Mít na. Cái dòng mít ngon nhất. Đây, dòng. Dòng mít ngon nhất đấy. Mít na nó quả bé bé nó còn muối ngon. Ồ, em lần đầu em mới thấy quả mít bé bé này. Có lên đấy không? Nhưng mà trái ngon nhất nhưng mà nó bé bé thế này thì nó có ngon không? Có mà đây là gọi là mít na chị ạ. Nó chỉ vậy thôi ạ? Đây cùng một quả đây. Ờ. À không, em lấy cái này thôi. À, anh Dũng mua cả mít mật luôn hả? Thế cho em thêm nửa trái này nữa. Lấy cả trái đi. Nếu đâu ngon thì không đủ ăn thì phải ăn trước. Rồi, lấy luôn. Bán hàng khéo thế chứ. Em phải học chị á. Các chị là diễn viên ở đâu ạ? Em là diễn viên quần chúng. Diễn viên bị đào thải một đoạn đầu tiên. Rồi. À, chị ơi, chị cân cái đó xong chưa? Em chưa. À, cân xong cho tụi em ăn thử luôn nha. Dạ rồi. Cái này 2,7 kg này. Dạ rồi, tổng bao nhiêu tiền hả? Cái này 55.000. Hết luôn bao nhiêu ạ? Cái này. Ủa, tin nhầm hay đang tin nhầm? 1,3 kg hả? À, con biết rồi, thì con làm cho. Mà con bớt mua được không? Bởi vì anh ý là đợt rồi là ngày nào cũng ra chợ bán hàng đấy. Dạ. Mình đừng quay mặt. À. Cô bán hàng là vừa mới hỏi là sao mấy hôm nay không thấy ra đây. Các cô ở đây cũng quý lắm chị ạ. Em ra đây bán hàng em cũng quý lắm. Cho em thử cái em nửa cái mít mật lúc nãy nha. Cái này chị giúp em mở từ bông với ạ. Đây. Cho cái này vào đây đi. Đấy sẵn giấy rồi phần gì không? Đây ạ chị ơi. Đi sang bên này bán hết cho bà đưa bán. Đấy, chị thấy chị em vào ủng hộ cái là khách nườm nượp luôn chưa? Cầm sẵn đi. Ăn mít là chuẩn bị sẵn cái thằng giấy. Được không bơ, chị mở cho. Tôi mở cũng được đó. Đây lấy con dao cắt. Đây được. Em là quen cũng thích em tưởng là đây 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 bên này. Đây. Đây chị em mình nè. Mít này là mít dai à? Dạ cái đó mít dai ạ. À. Đây là mật à? Dạ này mít mật ạ. Mật mật chín quá. Mật. Anh Dũng ơi. Thơm quá. Đây, mật chào bà bơi. Tưởng là mít dai chứ. Nó đúng kiểu mật à, anh mật nhưng thật sự là cũng chưa phải mật lắm. Mình hôm qua chị vừa mới ăn được một trái mít mật ở nhà anh Hải ngon lắm. Tại vì cái này khi mà mình sờ vô á, mình cảm giác là nó vẫn còn hơi nó cứng cứng chứ không phải là như cái bánh mật kia. Mà đấy nha. Mật. À thôi một bạn khác cậu anh về cả nhà nha. Ừ. Chị ơi. Mình ăn mít đi. Cái hồ nó đang lên mầm luôn này. Là bây giờ là khỏi phải ươm nữa. Về là trồng thôi. Tháng 7 là nó mọc mầm, nó ra quả. Bây giờ em nhìn em để về tháng 7 em trồng tiếp ha. Là lên. Bây giờ mang về xứ nóng mình trồng là lên luôn ạ. Nhưng mà mít này ngọt các bạn. Mít này ngon. Thơm. Thôi đi đâu nhỉ? Đây. Ở đây là buổi chiều ngày hôm nay đây các bạn thấy này. Chưa giả tiền em mà. Dạ rồi em đứng. Chị rất là tỉnh đòn luôn nha. Dạ.
mình định chia sẻ một tí là còn cái muối mít bên kia là đang cắt nữa. Đó là buổi chiều ngày hôm nay thì mình cũng tranh thủ chia sẻ với các bạn một tí cái xung quanh chợ Sapa. Ở đây thì buổi tối cũng rất là đông vui luôn. Thì buổi tối nay là sẽ còn một cuộc gặp gỡ rất là vui và sẽ trò chuyện nhiều hơn nữa tại nhà hàng Sapa TV. Thì các bạn có thể đón xem trên kênh Phạm Dũng để cùng gặp gỡ và tâm sự với Bơ và Mí luôn nha. Bây giờ là trời cũng chuẩn bị mưa cho nên là chắc là mấy anh em mình đã tính tiền mít xong ấy, là sẽ về nhà hàng rồi ăn tối bên đó. Thì các bạn nếu mà theo dõi kênh Phan Diễm này, kênh Phạm Dũng thì nhớ ủng hộ hai em gái là bếp trên bảng đó nha. Rất là dễ thương luôn. Còn bây giờ thì Diễm xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye.